Là ông đây. Đợi hôm qua tưởng nó mất nó rồi. Thì cho nó đi hả? Nó đã chiều quá rồi, không lẽ anh ở trong nhà hoài thì cũng sợ nó mình cũng phải đi hoạt động. Mà xuống nhà biết thì chuyện gì đâu mà làm. Không đi ra ngoài ngoài Thì đường. nó mới đi, đi thì nó một hai nó thấy thằng này vừa mà mặc cái áo áo lạnh vô là nó chạy Nó ra. biết à? Nó biết rồi mở cửa là nó hứa vậy đó, nó kêu không chịu nổi đi theo thì bây giờ á cho nó đi thì nó quen, mình nghĩ nó quen rồi, cái bắt đầu nó đi theo. Mà hôm qua đằng này đi ra cái cầu mới á, chỗ cái cầu mới ra chứ cầu mới đó, À, cái cầu mới chính tại đó nó hả? đang cắt cái tiệm mà Dollar Family, thì nó đi ra coi nó cắt xong chưa, nó mở bán chưa, coi nó chừng nào nó mở nó bán, nó khuyến mãi đó, mình đi mua đồ khuyến mãi chơi, cái lâu lâu đi ra dòm thì nó đi theo theo tôi tuốt hai ba cái đường, nó gần tới cái chỗ mà đâu nó gì đó mặt nó nào á, thì cái chỗ nó rộng thì mình nghĩ nó thấy mình rồi, thì ai ngờ á tới cái ngã tư đó thì có cái thằng nó ngồi trên xe đó, nó mở cửa nó xuống thì con này nó đi sau nó mới thấy kia mở cửa, nó sợ nó sụp nó lại. Thì quay lại thì mình đứng đứng chờ nó hoài mà không biết nói đâu. Không nghĩ là từ đó là tới đây là xa đó ha. Cái bắt đầu cái đằng này mới đi đi lại tới coi cái chỗ cái tiệm thì nó chưa có mở, nó chưa có xong. Thì thôi thì cũng nghĩ là trời nó thấy mình đi theo. Ai vậy nó không nói giờ trở lại kiếm nó. Kiếm quá rồi kiếm không thấy nó, mà nghe cái tiếng cái kêu xê xê đâu rồi con xê xê. Thì nghe cái tiếng của nó, nghe mấy đứa nhỏ nó dí nó bị nghe cái lục lạc đó nó kêu. Nhưng mà nghĩa là bây giờ ông nghĩ tôi không biết tiếng Anh lúc đó mà không có đem điện thoại theo nữa. Buổi chiều chiều tính nguyên dòng về giảng cho nó thanh thản. Cái kêu xê xê quá trời, mà bây giờ không biết tiếng Anh là một, cái hai nữa nhà người ta làm sao mình dám vô mà mình hỏi, mà biết cái gì mà hỏi. Mà nghe cái mấy con đứa nít nó thấy nó giỡn là nên nó thấy khái khái nó với rồi bắt đầu đi vòng về đây kiếm không có, bây giờ vòng trở đây kiếm không có. Mà thay vì mình vòng tới đây đi không, mình cứ nghĩ là tới đường này thôi, mà vòng tới đây không ấy, với vòng kia kiếm không có, kiếm 15 phút hồ đó thôi thì điều này thôi cũng mừng đi. Một là thứ nhất là ai bắt nó thì ở đây Mỹ người ta bắt nó, người ta nuôi chứ ta đâu phải bắt nó, người ta làm thịt đâu, mà mình cũng lo lắng cũng mừng, người ta nuôi nó mình khỏi nuôi. Thứ hai nữa người ta cưng, người ta ăn đồ ăn mặn nữa, mình nghĩ nó thèm đồ ăn mặn lắm. Ông nghĩ tôi xé sườn non nghe chay đó mà nó cứ, nó thấy màu sáng sáng nó tưởng nó thịt gà, mà nó cứ nó hứ hứ mà cái sườn non chưa làm gì hết, sợ cho nó ăn nó đau bụng, mà xé cho nó ăn miếng là nó mừng dữ lắm, nó ăn vậy nó ăn sườn non chay. À, tôi nói muộn nó thôi giờ về cũng buồn mà cũng mừng, bây giờ hai ba người ai cũng muốn nuôi nó, mà bây giờ biếu người này không biếu người kia thì cũng không được, mà bây giờ á mà nó chết thì mình cũng buồn nữa. Thôi bây giờ thà nó mất thì buồn chút rồi thôi, nhưng mà mình biết được nó mất cái khu vực này thôi, mà mấy đứa nhỏ nó thích nó bắt nó nuôi làm đi thơ 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 về tới đây còn ráng kêu cc CC đâu rồi con, CC tới đâu biết đó trong này đâu. Nó về rồi Trời, nó về rồi, đi tới cái chỗ nhà đó, nó kêu CC. CC ở đây nó phóng, không biết nó phóng từ đây mà nó phóng là nó té luôn, nó mừng đó. Nó mừng mà nó phóng vậy đó, nghĩa là nó về tới đây thì mình đóng cửa nó đâu vô được. Ông thấy không, mẹ nhà bên đây nó không về. Mà vậy không biết làm sao mà nó biết đường về hay thiệt chứ không. Trời ơi, mừng hết sức mừng luôn, cũng tội nghiệp. Bởi vì là vậy biểu giờ sao ai giờ ai xin cho nó được, giờ vậy sao cho, thấy không, nó lạc vậy đó mà nó cố nó đi về. Mà ông thử nghĩ từ cái chỗ ngoài đó mà giờ tới đây ông nghĩ bao sao xa, sao nếu nó thế. một đứa con nít đó mà 7 8 tuổi chưa chắc thì nó biết đường về, biết chưa. Tôi số mày có duyên với thầy rồi, không biết duyên này nọ nữa, không biết là duyên này là nọ đây. Rồi á, bây giờ không biết làm sao mà cứ bây giờ có cái tật là cứ một cho tới 3 giờ đêm mà lâu lâu cái rừng rồi ngứa gãi. Ông ơi, gãi mà không biết có ngứa thiệt không hay đâu, không qua đi vô cỏ không biết gãi rồi kêu sùm hứ 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 ngồi trước bàn phạt gãi. Đằng này phải ra rồi mới rồi bồng vô chỗ nôi rồi xong rồi ông biểu nằm ngửa ra
rồi lấy xuất khắc sử khử trùng á, dạ. Sức rồi lấy dầu cù là sức rồi đắp mền ngủ tới sáng, không giờ có cái bệnh đó nữa, có cái bệnh này nữa nè. Đây cũng là cái duyên này, còn nó biết nói ra cái duyên đấy thầy, để có cái duyên đâu đó, giờ thầy có kết tình với nó nữa nghe thầy, thầy con nói thật cho thầy có cái tình á, con bị trải qua cảnh nhiều lắm rồi. Coi vậy đó thì ông nghĩ sao, bỏ đành không? Không đành đâu, con nói thầy đây chảy hết nước, khóc hết nước mắt nữa, con nói thật cho thầy nghe vậy đó. Mà hôm qua tôi nghĩ trời buồn thiệt chứ đấy, tôi buồn đấy, trời đất ơi mà mới thất thời đó à, mà nó ở đâu? Mà đi tìm quá rồi tìm mà cứ kêu xe mà mình nghe cái tiếng của nó giống như là nó sủa người ta mà nó chui vô mấy cái nhà vậy, rồi làm sao mà vô chui nhà được, gì mà kiếm đường tông chạy về tới đây thế. Hay thiệt à. Mà nó nhỏ xíu chứ thiệt là không bằng nắm tay người ta nữa chứ. Nó còn về mình sao nó chạy len loại hay thiệt đấy. Nó chạy rồi tới chừng bà đằng này đi về tới đi kiếm một vòng không có đi để về. Về mà thay vì mình bận đầu mình về tới đây mình qua đây luôn đi, không đi ráng đi một vòng này nữa thì từ cái vòng kia đánh vòng này. Thầy không nhìn thấy nó rồi. Thầy đứng ở ngoài đó làm sao thầy nhìn đến nó? Thì đâu có nghĩ nó về đâu. Đó, thầy không thể nào tưởng tượng nó về nổi. Dạ không nghĩ cái về đi đường xa quá mà. Đó, kinh lắm, hành nó hay lắm nè. Thấy không? Đường xa quá làm sao mà nghĩ nó biết đường nó về, nó có chút xíu nữa. Sợ bị bắt rồi đi chứ, con sợ bị bắt sợ rồi. Sợ cái nhỏ nó tấn công vô. Nó bắt rồi đi chứ. Mà sao nó hay cái Tết thì mình đi vòng một vòng đây không có, thôi trở về đó thôi. Quý lắm mà thầy. Về nó thôi, về gom hết đồ dục rau mà sang ngàn hết rồi. Con này chứ không biết đâu nha thầy. Nó quý lắm mà. Rồi cái về cái tới cái nhà đó kêu Sensei, con có về nhà không Sensei? Trời nó nghe một cái nó hứ ở đây nó phóng cái diều xuống đó đó. Nó chung vô đây được chạy đóng cửa mà con biết thầy đi về đóng cửa. Không nó cái cửa rào giờ nó chung được. Ừ, nó chung được hả? Nó tìm cái cách nó chung được rồi. Ừ, thầy có đóng cửa không á? Có mà nó chung cái rào được. Ừ, đó. Mày ghê đó, mày làm thầy động não mày nữa. Còn nhức đầu nữa. Vậy mà cứ 2-3 giờ sáng là đau bụng, thức dầu, khổ ghê vậy đó. Giờ thèm thịt gà dữ lắm. Thấy mà tôi cầm miếng sườn non á, non chay á, cứ nghĩ thịt gà không à. Ngày mới con mua vị gà cho nên lấy xin cái đùi gà. Có bữa nào ông xin cho nó miếng thì nói chứ cũng tội quá, thì thèm quá. Mình á, thầy muốn sống hay muốn chết? Muốn chín? Không chín cho ăn chứ tôi đâu có làm được. Vâng, ok rồi con xin nó miếng cho thầy. Miếng à cho nó. Vâng. Thèm quá ông ơi, nó thèm quá ông ơi. Ông coi đó. Rồi bây giờ coi như là trời đất ơi, nhõng nhẽo ơi là nhõng nhẽo. Bây giờ canh mà cứ 10 giờ là nằm đây à, là canh ông lại 10 giờ là biết. Rồi bây giờ thí dụ như tôi làm nhà bếp á, mà muốn đi ra đó là mày đặt là bộ sủa giống như là bộ đó. Tôi lần nào tôi lên tôi coi có ai rồi có người không, không có gà nữa, nó sợ thế đó đi. Quá tai thiệt. Ghê lắm mày, cái mặt nó ghê lắm mà lâu cá lắm mà mày. Hôm qua tưởng đâu là tiêu rồi, trời ơi. Nghiệp, ghê thế. Nghe cái. Ê, giờ đây không? Giờ đây không? Giờ đây không bận đi. Giờ đây không bận. Giờ đây. Bây giờ đi chợ mà không cho đi là ông coi nó la làng cho ông coi. Giờ đây còn canh nghe ăn. Ok, trời ơi. Sáng xúc miệng, sáng tắm. Chịp quá. Đâu. Không, xúc miệng chứ cũng thôi à. Tôi nghe ghê lắm rồi mình. Mà coi nhà nó không về. Thấy không? Thôi giờ thôi chạy về bệnh, chạy về bên đây không có là chạy về bệnh không? Nhà không có điện nước ở bể gì. Thầy biết nó phải biết chứ. Nó nằm đây nè. Nó thì mình thấy nó rồi ha. Nó hứ ra, nó chui được cái rào, nó nhảy cái phèo ra ngoài. Ghê lắm rồi. Mừng quá trời mừng luôn. Thầy thương con nó. Lúc đó thì nó rớt nước mắt nó vậy đó. Đâu có nghĩ là nó biết đường về. Nó xa mà ông kia 1, 2, 3, 4 lóc đường nè, 4 lóc đường chứ không. Con có cảm giác là một lần rồi nó mất mấy ngày lận, 3 ngày lận. Mà cuối cùng nó mò về đến cửa. Nó kêu hứ hay lắm rồi, con sợ quá. Đúng em nói nó khôn thì hàng chứ nó mắc tiền là phải rồi nè, khôn nó mắc tiền. Nhưng mà Việt Nam mình đông như vậy đâu có tính thịt chó không, thầy có biết không?
Tội nghiệp lắm rồi, cũng duyên phận đấy ơi. Thế thì cũng tội nghiệp, phải bỏ đâu có đành nữa. Trời nó mừng quá trời mừng, bây giờ nó thấy nó mừng quá trời mừng. Bỏ là con nghĩ vậy không? Phượng tới tới ngay, thầy kêu là tới ngay. Hai cái tay nó không có điều, bên chụp bên cầm lên đó thầy. Bên cầm luôn. Rồi không dám mua nữa đâu thầy. Rồi thầy có này thôi được rồi thầy. Nếu mà trường hợp thí dụ mà có người ta kêu thầy, nhưng mà thường thường ba chú ơi, con nhỏ này nó không bạ, nó không chịu cho đâu. Nó cho mấy con lớn ấy. Lớn này nó ngu lắm. Mấy con chó lớn nó ngu quá, thật thật nó mới mấy nói đại thầy rồi. Bên chó ngao cả triệu bạc con chó ngao cả. Không, cái đó là nó mấy chó lớn nó khác, còn mấy con chó mà chó thường nó ngu lắm. Bởi ta nói tôi mấy quán con nó quá khôn. Cái đầu bự một trái đầu to và ốc một trái nho đó. Còn này cái đầu nó một trái táo nó mới khôn. Không, để cái mấy cái người mà nó lớn con nó đằng đằng. Trời ơi trời ơi, anh nói ra vậy chứ. Như tôi gì đó đằng đằng. Trời ơi, thầy kiêm nhã quá. Mấy người lớn con nó đằng đằng, mấy người nhỏ nhỏ con nó mới khôn. Này nói vậy là ông Hồng cũng bực mình lắm. Đây mà chỉ hôm nay ông đại gia đó thầy. Đấy người có sốt nói em. Hồi đó ngày ngày Xá Lợi Phất, ngài là trí tuệ đệ nhất đó nha, nhưng mà sanh ra thì sanh ra cũng con nhà quyền quý với con nhà trưởng giả, nhưng mà ông bệnh quanh năm mà trí tuệ đệ nhất á. Thành ra từ cái ngày Xá Lợi Phất đó, và Đức Phật mới nói cái, trong 10 cái điều Luận Bảo Vương Tâm Muội đó, là nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh á. Thế thì cái bệnh đó là nó cũng có nhiều cái trở ngại, nhưng mà nó cũng có nhiều cái để làm cho mình thâu xúc cho trên bước đường tu. Còn ngược lại đó, hà đệ tử Phật có ông Bạc Câu La đó, suốt cuộc đời ổng không có bao giờ ổng bệnh. Cho tới mức độ vậy nè, mà cái số không có chết. Bà mẹ mới sanh ngày Bạc Câu La ra, sinh ngày ra chưa đầy 1 tuổi, bà mới bồng ngang cái cầu á. Mình tưởng tượng dưới quê cái cầu tre đi, còn xưa xưa cầu gì thì cái chuyện đó mình không nói mình nữa. Bà vô tình bà lỡ tay bà làm rớt ngày xuống sông. Rớt ngày sau thì tình cờ có con cá bự đó, nó tốt, nó đốt cái hài nhi đó vô bụng á. Rồi bà mới la lên, bà la lên thì dân làng mới súng nhau mới chặn bắt được cá đó. Mà chặn bắt cũng phải dễ bắt liền đâu, bắt cả buổi gì thì vậy mà bổ bụng cá ra ngày còn sống. Đặc biệt lắm. Đặc biệt ngày sống. Cho tới khi ngày lớn lên á, lớn lên tới tuổi mà thành lập, thành vợ, thành chồng, thành gia thất á, ngày cảm ứng, ngày thay gặp Đức Phật, ngày muốn đi xuất gia mà gia đình không cho, nó gia đình nói con nghĩ hồi xưa mẹ con sanh con ra bằng cái nắm tay, cho tới năm sau thì bằng cái đồ gối bồng con đi ngang cái cầu, rớt con cái sông vậy đó, rồi thương con mà phải bắt con cá lên, rồi phải mổ bụng ra lại trời, coi như lại tứ phương khấn tám hướng để mong cho con mình, mà hy vọng rất là mong manh. Cái cá nó nuốt vô bụng rồi sao xấu, hy vọng rất là mong manh, không ngờ mổ con ra con còn sống. Vậy mà bây giờ con lớn lên con chưa làm được gì cho cha mẹ mà con đòi đi tu vậy đó. Cho nên cha mẹ nhất quá không cho. Không cho vậy mà ngày buồn, ngày tự giận. Tự giận 3 lần không chết. Cuối cùng thấy 3 lần là sợ lần thứ 4 chết thiệt sao. Rồi không ai cách nào cũng không chết hết trơn. Cho nên cuối cùng thì thôi cha mẹ mới đồng ý cho ngài đi xuất gia. Là tôn giả Bạc Câu La đó. Nên hai Đức Phật nó cũng có những cái đồ đệ nó cũng đặc biệt lắm. Giống như ngày Mục Kiền Liên thì
gia đình con hiếm quá, cha mẹ thì già quá con, cho nên mới đi đi lại cầu. Lúc đó chưa có đạo Phật mà, mới cầu ông thần cây á, cầu dưới gốc cây đại thọ có ông thần, cầu ổng là sao về rồi mà mẹ mang thai. Thật ra ngày mới sanh ra đặt cái ngày là cái Mục Kiền Liên, là thật ra là dịch ra là Thái Thúc Thị đó, với một cái cây gì đó. Không à, bây giờ không có khi nào tại nó mình ho không nữa. Còn thầy ơi, còn ngày ca diếp thì sao thầy? Ca diếp từ gia đình cũng gia đình thuộc giàu có, nhưng mà ca diếp nó có hai rồi nha, ca diếp tổ sư rồi ca diếp mà ba ông anh em khác nữa. À thế hả thầy? Ca diếp tổ sư thì gia đình nói về tiền kiếp rồi nói về hiện tại thì có vợ là cô Vũ Hiền đó, sao cũng là một vị tỳ kheo ni nổi tiếng đó chứ. Nhưng mà hai vợ chồng vì cái sự ép buộc của cha mẹ, thành ra làm vợ làm chồng thôi chứ không có ái ân. Tối nằm thì ngày ca diếp với hai vợ chồng ngủ chung vậy chứ mà không có bao giờ mà khởi cái lòng dục hết trơn á, cho tới hàng chư thiên xuống thử coi như quá là con rắn, thử coi ngày ca diếp coi có cái khi mà cô Vũ Hiền thì cổ là nữ, cổ sợ thấy con rắn nó bò trong mùng sợ, quản hồn của ôm mà ca diếp thử coi ngày ca diếp có khởi cái gì không, mà cũng không có. Rồi cuối cùng thì khi tôn giả ca diếp gặp Đức Thế Tôn thì đi xuất gia, nhưng mà tôn giả ca diếp ngày tổ sư này là sao anh em ông ba ông ca diếp kia. Nhà ba anh em ca diếp kia có thành cái gì không thầy? Tại vì ba vị kia lớn tuổi à, ba vị kia lớn tuổi nên có thể mất trước. Vì khi Đức Phật thành Phật xong trở về vườn Nai độ cho mấy anh em thời cùng tu á, chứ Kiều Trần Như á. Dạ. Sau đó mấy vị chứng thánh quả thì Đức Phật mới nói mỗi người đi một phương, khi đó đủ ba ngôi rồi. Vị Phật là ngôi vị Phật, còn các vị lời của Phật là Pháp, còn các vị này là Tăng, là đủ ba ngôi Phật Pháp Tăng rồi. Thì thôi thì đủ ba ngôi Tam Bảo rồi, bây giờ đi bắt đầu đi truyền đạo. Thì Đức Thế Tôn mới đi thẳng về cái thôn U Lầu Tần Lo Ca Diếp. Đó thì cái thôn đó là tại cái đó là một cái phái đạo Bà La Môn rất là mạnh, mà ông U Lầu Tần Lo là một anh cả, cho nên mới lấy cái tên của ông đặt cái tên của cái thôn đó, đó. Ngày xưa nó có những cái vị đạo sĩ Ba La Môn mà gọi là nổi danh thì lấy cái tên của vị đạo sĩ đó đặt làm cái thôn á. Ông U Lầu Tần Lo Ca Diếp thì có 500 đồ chúng, đó là cái điện thờ rắn á, thờ thần lửa, nhưng mà trong cái đó nó có rắn, có một con rồng mãng xà rất lớn. Còn U Lầu Tần Lo Ca Diếp và Gia Ca Diếp là ông thứ hai, ông em thứ hai, thì có 300 đồ chúng. Còn U Lầu Tần Lo Ca Diếp và Gia Ca Diếp Na Đề gì, U Lầu Tần Lo Ca Diếp và Gia Ca Diếp Na Đề Ca Diếp thì là em út có 200 đồ chúng, mới gom lại được 1.000 người đó. Rồi như cái này nó dài dòng lắm. Rồi khi mà cái đêm đó thì Đức Phật tới cái thôn U Lầu Tần Lo là tối rồi, mới xin ở lại để mà nghỉ. Thì ông U Lầu Tần Lo Ca Diếp nói đây là đủ đồ chúng ở trên rồi, thì bây giờ ngài còn có cái điện nha, ngài có thể lên cái điện thờ, ngài ở chỗ đó thờ thiên á, là thờ thần lửa đó. Thì Đức Phật nói đâu cũng được, miễn sao tôi có chỗ dựa nương cái cho tôi tọa thiền qua đêm thôi. Thì lên thì nửa đêm thì mãng xà nó bò ra định, nó định thế này. Thì ai ngờ đâu sáng mấy ông này mới nghĩ rằng là Thế Tôn sợ đêm qua, họ đâu có nghĩ là đâu, lúc đó chưa có đạo Phật đâu, biết Thế Tôn cù đàm chắc là rắn cắn chắc trào đồ mà chứ làm gì sống nổi. Nhưng mà thật sự ra có cái ý cũng muốn giết Đức Thế Tôn cho rồi,
Bởi vì ông này ông truyền cái đạo gì kỳ mà. Lúc đó thì ngược lại những người này thì nói ông Cù Đàm, Đức Thế Tôn là tà đạo. Ông biết vì cái đạo mới ra mà. Cho nên truyền cái đạo gì kỳ, truyền cái đạo gì mà không có thờ ai hết á. Vì Thế Tôn đâu có thờ ai đâu. Đạo không thờ, không cúng, không vái, không lại, không van sinh, không cầu khẩn ai hết. Đạo gì mà tối ngày trở về giúp chúng ta không ngờ đạo gì kỳ vậy. Không thần linh, không... Cho nên đó là đi ngược cái tư tưởng của họ thời bây giờ. Thế nên thôi thì một là nếu ông này thật sự ra là... Nếu mà ông này là cái đạo mà thật sự thì coi như rắn nó phải nể. Còn không thì nó cắn cho ông trào đờm, khỏi mang tiếng giết ổng. Biết không? Khỏi mang tiếng giết. Chứ giờ mang tiếng giết ông này, một là ông là hoàng thái tử. Hai là ông đang là một bậc truyền đạo. Ít nhiều gì cũng có người ủng hộ ổng, đâu phải dễ giết ông đâu. Cho nên thôi đẩy cho ông lên cái điện thờ vậy ra ngủ rồi chứ. Sáng lại thì lúc bây giờ đó thì sáng ông mới rình ông coi ông này sao mà ai ngờ đâu. Sáng sớm thấy Đức Thế Tôn vẫn an nhiên tọa thiền. Trước mặt ngài có bình bát mà ông dòm lại thì không thấy rắn thần đâu hết. Ủa sao kỳ vậy, chứ cái rắn này mà ai mà nửa đêm tối ra nó cắn là trào đờm. Rồi ông mới vô, ông thăm, ông nói tối qua xin lỗi ngài Gautama, ngài ngủ có an lành không? Rồi ngài cứ nói Thế Tôn, nói ta ngủ rất là an lành. Hỏi ngài có thấy gì không? Rồi nói có con rắn nó bự cái bò ra, ta đang thâu phục nó nằm trong bình bát ta kìa. Rắn bự nằm trong bình bát được thế này. Thì cái chỗ đó là cái điển tích đó, từ từ cái điển tích đó mà nó kéo dài tới Tổ Huệ Năng vẫn còn cái điển tích đó đó nha. Tới Tổ Huệ Năng cũng lấy cái điển tích đó mà nói Tổ Huệ Năng thu hàng phục Độc Long đó. Thành ra cái điển tích này từ thời Đức Phật nhưng mà tới Tổ Huệ Năng vẫn áp dụng luôn. Đó thì lúc bây giờ thì Thế Tôn kể lại thì do nửa đêm thì nó ra nó... Vì nó là thần mà, thần rắn mà khà lửa, Thế Tôn mới giáo hóa nó đã cái nghiệp như là súc sanh, nó không chân, mà còn dữ dằn như vậy thì bao giờ mới hết cái nghiệp súc sanh này kia nọ vậy đó. Giống như Thế Tôn giáo hóa nó, bây giờ là một vị Phật rồi, không biết làm sao mà Thế Tôn, nếu nói theo cái quyền thoại thì nó là Thế Tôn thu phục nó, kiểu nó nhỏ, biến nhỏ lại. Chua cho cái bát ta đi. Thì đó là nói quyền thoại. Nhưng mà thật sự ra thì thôi giờ mình đừng có bàn. Nó có những cái mà mình cũng, bởi vì mình cũng không phải là xuyển dư cái vấn đề quyền thoại, mà của mình cũng không phải làm. Mình cũng chưa hẳn là nói cái đó không có, không hiểu không. Thì nếu không, nếu cũng phải có một cái gì đó. Bởi vì Đức Phật đó có thần thông rồi. Thì nói chung với mình bác vậy rồi. Thế Tôn bảo ông U Lầu Tần La Ca Diếp, ông là ông dở anh bác ra ông coi, thì đúng là dở rắn đang nằm trong. Sau đó U Lầu Tần La Ca Diếp mới xin Thế Tôn là cho 500 đồ chúng được quy thuận với ngài. Bây giờ coi như con là già cả, nhưng mà từ bấy lâu nay con theo cái đạo Bà La Môn, chứ con chưa hề gặp được đấng giáo chủ của con là ai. Cứ truyền miệng là có một đấng nào thôi, thì cứ do cái sự quyết định của con người thôi, chứ còn mà đâu có biết ông đấng đó là đấng đức nào. Thành ra mà hôm nay con gặp được ngài vậy là cũng là cái duyên thôi, ngài cho con được xin ngài làm đệ tử. Bây giờ thì Đức Thế Tôn quan hỷ, cho nên mới cạo tóc cho 500 ông. Thế thì cái cạo qua dòng suối, cái tóc nó chảy dài xuống hai cái thôn kia. Cái mấy ông em cũng lộn vô đó, ủa sao tự nhiên ở trên thượng nguồn sao mà tóc có chảy dài vậy, là anh mình chắc có chuyện gì rồi, chắc có chuyện gì đây, là đầu rơi máu đổ mà kiếm thì không thấy máu thấy tóc không. Và cho nên hai ông mới dẫn binh lính, ông 300, ông 200 là 500, dẫn đi lên để quýnh trận. Tưởng đâu là ông Gautama là ông vô ông khống chế ông, ai lên thì cái ghế của người giáo chủ đó là ông U Lục Tần Ca Lao Ca Diếp. Mà lúc bây giờ thỉnh Đức Thế Tôn ngồi thị tọa thuyết pháp, thì vừa tới binh hùng tướng mạnh vậy thì ông U Lục Tần Lao Ca Diếp nói các em phải vô quy thuận, đây là một đấng cứu thế, đây là một vị đại giác Thế Tôn, chứ không phải như chúng ta tưởng. Anh đã quy thuận với ngài rồi và tất cả đồ chúng đã xin phát tâm
tôn trọng đây là bậc thầy rồi. Thì coi như vậy thì là 1.000, 1.000 đồ chút. Thì từ cái Tết đó mà cho tới cái đời của lục tổ Huệ Năng á, người dẫn nói Huệ Năng khi tới chùa Vũ Long á, thì trước chùa Vũ Long nó có cái ao, rồi nó có cái con dao hay là cái con gọi là con độc long á, độc xà đó. Ai vậy ông ba hả? Ủa ai vậy? Sư phụ ông ai? Nó thì có cái tích đó vậy. Để mời ai đó mời vô. Không thấy rõ. Đó thì tới cái đời của lục tổ Huệ Năng thì cũng có cái tích y như vậy. Thì bây giờ mới so lại với hai cái điển tích là có Phật cái của tổ nào đúng. Dạ xin mời. À cô cái Trúc Kim. Dạ. Dùng lấy dùng cho hai chai nước. Hỏi cô đang đem gì tới vậy? Hai đi ăn buffet. À thôi bữa nay sẵn mời đi buffet. Nghĩa hả? Rồi. Cô tính đi chợ nè. Ông xã con giới thiệu với lại con đồ mà. Tụi con lại nhà thờ. Cái này là giá. Cái này sự thiệt. Cái này là cái gì? My church is, we were volunteer at the food pantry at my church. It's a Catholic church in Virginia Beach. And we have some extra stuff. This is a cái này thầy không có ăn. So we're bringing some over here. I got a few another bring you to some vegetables, okay? Oh, really? Cái gì cho dùm đi cho phụ còn của thầy con đem về kìa. Rồi tôi có làm ra sắp không? Của thằng không cần, của nhà thờ đồ ăn con lựa cái ngon cho thầy. Nhà thờ cho đó nhớ không? Cũng như thầy. Cái này thầy cái việc lấy dùm muốn lấy nữa không? Có 200 thùng muốn lấy nữa không? Tôi lấy. Dạ thôi, tới đâu có. Cho hết tối sớm đi, anh đem về ăn đi em. Rồi, ra ghê đi. Mấy mời vô từ ngày ổng rồi mời vô cô con. Hôm qua tự đâu mắc rồi cô ơi. Hôm qua tự đâu mắc rồi đó, đi lạc. Trời đất ơi vậy mà. Anh cứ việc đem về cho mấy người Mỹ. Mà kéo ghế mời ổng ngồi nữa lâu lâu mà tới thăm chút. Này của thầy nè. Dạ, thù quý quá. Oh my god, con biết tính thầy. Dạ đâu, sút đau. Ngày vô lấy dùm mấy chai nước. Có nước lạnh. Nước lạnh chứ đâu nước nóng này. Con biết tính thầy ra con lấy gì thầy. Con biết Việt Nam mình thích gì á. Dạ, cảm ơn cô. Trời ơi, tính đi chợ nè. Thầy thích lấy để ăn nha. Oh my god. Dạ, nó để sao. Chưa, thầy thích, con đâu có ngờ vậy đâu. Ủa, ở cho ở đâu vậy? Nhà thờ. Nhà thờ chứ mà nhà thờ ở đâu? Xa lắm, có kiểu thầy lại ông lại ông lấy, cùng thi theo. Đó, thì mấy gần tôi đi bộ là tôi xin. Trời ơi, oh wow. Nè, trời ngon quá anh Đăng. Hai tay ngon quá anh Đăng ơi. Nè. Nè, ngồi đi cô, kéo ghế ngồi. Ngồi ghế. Cái ghế ngồi tôi thích đây không? Được rồi, cứ để đi cái ghế ngồi tôi để tôi cất. Yeah, vậy là bây giờ họ không cho ở đây, họ đem ở đó cho đó. Ủa, nhà thờ có hết à? Anh đang đem về, thầy đem về chưa khách thì anh đang tôi xin hai cái, tôi xin hai cái được không? Muốn lấy nữa cái việc lấy hết đi. Yeah. Food Lion. Food Lion donated to our church. They donated the food. Ngồi đau đi. Ngồi. Tôi đau mà tôi nói chuyện chơi chứ mà tôi để đó. Không có đá lạnh mà đâu có hơi. Đá lạnh đâu có hơi. You want to take it in or? Push it and put it in the refrigerator? Yeah. Mà mai ông ngồi đi rồi nói ông nghe để ông nói tôi cho ôm một chó. Nói nha, ông yêu diễn bài đó là con chó này là của cái bà bên đây. À, để cho ông biết ông nói sao mà thầy ông thầy mà đi nuôi mấy con chó.